Xin chào các bạn. Các bạn hãy cùng mình tô màu cho bộ váy của người Trung Quốc này nhé. Đầu tiên là màu hồng đậm. Màu cam. Màu xanh nõn chuối. Màu hồng. Màu xanh nhạt. Màu vàng chanh. Tiếp tục là màu vàng. Màu cam. Thân mến, vậy là mình đã tô màu xong cho chiếc váy này rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.